là một trong những giá trị truyền thống của dân tộc, chiếc áo dài luôn mang đến những nguồn cảm hứng bất tận cho các nhà thiết kế. Sự kết hợp giữa nghệ thuật hội họa và thời trang là những nét vẽ tinh tế, cách phối màu độc đáo, sự chăm chút tỉ mỉ cho từng thiết kế. Thương hiệu áo dài Đình Tuấn luôn không ngừng sáng tạo, khai phá để gửi gắm đến giới mô điều những thiết kế mới lạ và độc đáo nhất. Khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những tác phẩm áo dài này, chắc chắn quý vị sẽ cảm thấy được sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa hội họa và thời trang được dệt lên bằng niềm đam mê cháy bỏng. Đó, những thiết kế còn thể hiện sự tài năng, trân trọng và ý thức bảo tồn giá trị dân tộc qua bàn tay khéo léo của nhà thiết kế. Nghệ thuật hội họa đã thả hồn vào những tà áo dài, tạo nên những thiết kế vô cùng ý nghĩa. Thông qua đó, truyền tải lòng yêu nghệ thuật, niềm tự hào đối với áo dài dân tộc đến với công chúng, tạo được sự lan tỏa cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, để áo dài của người Việt xứng đáng là quốc phục của dân tộc.